Rồi, cái con V125 nó bị xào nồi quá. Kêu ông sầm. Mình test cái nồi zin trước khi làm cho anh em coi. Hơn xíu đó, mình làm xong rồi test cho anh em xem nó khác như thế nào nha. Chiếc AV125 sau khi làm nồi lại khai lọc gió được chơi nè, giúp cái lượng gió nó nhiều hơn đó, thì cái xe mình nó nhẹ bốc, nó mạnh hơn, như đó thao xăng ngọc gió zin đó, anh em chạy thời gian rồi nó lại bị đóng bụi nè, thì nó không còn ngon nữa, nó không đủ gió hút vô, thì này nó có trong đám lược này nữa, nó bị cản lại nhiều lắm. Nó ngọc gió này do vừa tiết kiệm xăng mà vừa mạnh bốc hơn, lại làm nồi theo bài của mình á, bi bẻ độ vớt đồ rồi chuông bố và so làm hết đó. Gắn vô test thử nó là khác biệt như thế nào so với zin cho anh em coi nha. Cái AV125 sau khi mình làm lại nồi xong thì mình test lên cho anh em xem nó khác như thế nào nha. Hơn 120 à, giờ nó lên 150 đó. Bây giờ xe này đúng làm nồi như thay lọc gió thôi. Bây giờ mình đắp lốc nồi vô mình test cái tốc độ nó cho anh em xem. Test cho anh coi. Nãy là 120 đúng không? Thôi, anh em yêu cầu lại mình làm mà nó khác cái nồi zin nhiều lắm. 125 mà mình làm nồi với lọc gió rồi kia nó chạy ăn cho 50 zin đó. Rồi, cảm ơn em đã xem clip nha. Chưa mát mẻ cùng khách bơi giờ ly à, quay ly rồi đó, đi át luôn.
cắn. Không xe cho anh em luôn.